Rồi, Ngô Nguyễn em xin chào anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngô Nguyễn nha. Hôm nay thì vẫn là cập nhật giá xe cho mọi người thôi, nhưng mà chắc chắn là sẽ có một cái dòng xe nào đó đang hot trong thời điểm hiện tại. Thì bây giờ chắc là mình sẽ gặp bạn Phương đi, bạn nhân viên bên cái hãng xe máy Nam Trường Thành để cập nhật giá nha. Hello em. Dạ, hello mọi người. Xin chào tất cả mọi người của kênh Ngô Nguyễn ha. Thì hiện tại em đang ở cửa hàng xe máy Nam Trường Thành, địa chỉ là tại cổng khu công nghiệp Mỹ Phước 1, đường C1 Bến Cát Bình Dương. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người một dòng xe phải gọi là cực kỳ hot hit và giá cực kỳ giảm đang có mặt tại cửa hàng xe máy Nam Trường Thành ha. Dạ rồi, thì kế bên em đây đó chính là dòng Vario 125 phiên bản 2023 bên em ha. Ok em. Dạ, thì đây là những cái dòng mà bên em đã lên 3D. Dạ. Như là màu đen nè ha. Màu gì ta? Màu bạc nữa nè, màu xanh nè. Màu xanh gà bi nè. Xanh ngọc nè, nói chung là bên em hỗ trợ lên 3D dòng Vario khá là nhiều á mọi người. Tại vì màu zin của nó thì hiện tại chỉ có màu đỏ đen và màu đen thôi ha. Okay. Giá Vario hiện tại bên em chỉ có giá là 41.500.000 đồng. Giá này bên em đã bao thuế hết cho mọi người, bao phí xuất hóa đơn bán lẻ cho mọi người rồi ha. 41 dạ. triệu, 41 hay 41 năm em? Dạ 41 triệu năm. À 41 triệu 500. Nhưng mà nếu như mà mọi người đặt lịch trước bên em, liên lạc với số 0977 567 247 và nhắn tin Zalo với em đặt lịch và tới đúng hẹn, em sẽ hỗ trợ cho mọi người từ 500 cho đến 1 triệu tiền xăng xe nữa ha. Dạ. Vậy chạy như là nó sẽ còn có 40.5 hoặc cùng lắm là 41 triệu thôi. Dạ, à đúng dạ, không? Đúng rồi. Đó là những cái mẫu em vừa báo đó là 2023 luôn. Dạ đúng rồi. Là cụ thể là những cái mẫu mà trước mặt anh em mình đang theo dõi video luôn nè, nhưng mà đó là màu gốc, màu nguyên bản. Còn ở đây những cái màu sơn 3D như màu xanh, màu vàng hay là sắm xi măng ánh tím rồi nè, thì chi phí của nó thì sẽ như thế nào nữa em? Dạ thì bên em hỗ trợ lên 3D cho mọi người ha, kể cả tất cả những dòng xe cũ đến xe mới thì giá lên 3D bên em chỉ 1.5 triệu và bảo hành màu sơn cho mọi người trong vòng 2 năm ha. Anh có nghe em một vài video gần đây nói là cả xe cũ và mới 1.5 triệu, có nghĩa là sao ta, là xe cũ ở đây là có hỗ trợ cho xe khách hàng luôn á hả? Dạ đúng rồi, khi mà khách hàng kiểu đi chán màu này rồi ha, thì muốn lên một màu mới thì bên em vẫn hỗ trợ lên màu mới cho khách hàng thôi. Okay. Giá cũng chỉ bằng với xe mới bên em bán theo thôi, là chỉ là 1.5 triệu thôi. Nên là mọi người cứ yên tâm, em báo sao thì em sẽ bán như vậy ha. Là ví dụ như bây giờ mình sẽ mua một cái con xe màu trắng chỗ bạn Phương đang đứng luôn. Dạ. Thì chạy đâu đó là anh em mình chạy 1 đến 2 tháng đó, ôi giờ tôi chán màu trắng rồi, muốn một cái màu khác, vẫn trên con xe của mình là quay lại gặp em đúng không? Dạ đúng rồi. Là 1.5 triệu nữa thôi. Dạ đúng rồi. À, mọi người mua ở đâu thì cũng cứ đem đến bên em sơn thì bên em vẫn sẽ hỗ trợ. Ok, miễn xe anh em lại đây sơn là cũng được hết, không cần, quan trọng là xe dạ. cửa hàng rồi. Dạ đúng rồi, với dòng xe này thì mọi người chỉ cần mang giúp em một cái chứng minh nhân dân, căn cứ công dân và mang theo giúp em 3 triệu tiền mặt thôi là em sẽ hỗ trợ cho mọi người mua góp rồi ha. Ok dạ. em. Cái giá 41 năm đó là phiên bản nào vậy em? Dạ 41 năm là cho phiên bản tiêu chuẩn đã lên 3D cho bên em ha. Dạ. Thì ngoài những cái phiên bản 2023 ra thì em cũng thấy rất là nhiều bạn trẻ muốn hỏi những cái dòng như là Vario 125 phiên bản cũ á, bên em cũng có luôn ha mọi người. À ở đây. Dạ đây. Mẫu 2022 thì nhìn nó sẽ tối giản hơn một tí xíu, nó gọn dạ, gàng hơn tí nha. Mẫu 2022 thì thiết kế nó thon gọn hơn chút xíu. Nhiều người thích mẫu 2022 á, cũng đến hỏi khá là nhiều. Thì mẫu này bên em thì đang có giá là 44 triệu thôi ha. 44 giá triệu. Này bên em đã bao thuế hết rồi. Tại vì hiện tại mẫu này á không còn sản xuất nữa nên là giá nó cũng sẽ cao hơn các phiên bản mà đang còn sản xuất hơn mọi người. Ok. Dạ. Ngoài ra thì những cái màu sơn như mọi người đang thấy ở trên màn hình của mình đó, nếu như mà không gùng tông, không hợp gu với mình mà mình thích một cái màu khác thì mình cứ gửi cái bản design hoặc là mình thích màu gì thì chia sẻ và liên hệ với bạn Phương nha, thì bạn dạ. hỗ trợ cho. Dạ. Rồi, cửa hàng mình có cái ưu đãi, có cái gì đặc biệt hơn không em? À dạ, khi mà mọi người mua xe bên em và mọi người mua xe bên em á thì mọi người sẽ được tặng ngay 7 phần quà trị giá lên tới 1.5 triệu ha. Rồi. Và khi mà mọi người lắp phụ kiện á thì em sẽ giảm ngay cho mọi người từ 40-50% giá trị chiếc xe. 40-50% giá trị phụ kiện bên em. Em mà nói giảm là 40-50% giá trị xe là anh hứa là anh sẽ mượn tiền anh mua liền đó. Dạ. Và khi mà mọi người lắp phụ kiện xong rồi á thì em sẽ tặng cho mọi người một cái vòng quay. Mà vòng quay này thì chắc chắn 100% là trúng quà luôn ha. Ok. Giải nhất là một chiếc Honda Vision nè, tiếp theo là TV nè, tủ lạnh nè, quạt điện nè, bia nè, bình siêu tốc nè, ba lô, nói chung là đầy đủ tất cả các phần quà luôn. Nhưng mà phải gọi là chắc chắn trúng 100 chứ không có vụ là may mắn lần sau. Các bạn may mắn lần sau ạ. Không có, 100% là trúng, nhưng dạ, trúng rồi. Vào phần quà nào đó là sự may mắn của các bạn mình quay vòng quay nha. Dạ đúng rồi. Rồi ok. Dạ. Ngoài những cái phiên bản mà 125 phiên bản mà thì mọi người biết rồi đó, Vario thì chỉ có 150 là mới có khóa Smart Key. Thì bên em thì dòng 2023 mọi người, bên em có dòng
125 mà khóa smart key nữa ha. Thì mời anh với mọi người cùng đi theo em ha. Ok. Đây, mình sẽ vào bên trong một tí xíu anh chị. Phiên bản cao cấp khóa smart key đây. Đây. Dạ, đây là những cái dòng mà phiên bản cao cấp ha mọi người. Khóa có Adeline Stop nè, khóa là khóa smart key nè ha. Đây. Đây, mình sẽ quay cái màu này là bên em đã lên 3D rồi ha mọi người. 1,5 triệu đúng không em? Dạ đúng rồi. Như phiên bản này thì mọi người đáng xem là bao nhiêu? Chứ hiện tại thì phiên bản này bằng giá với phiên bản 2022 nha mọi người, chỉ 44 triệu thôi. 44 triệu thôi. Dạ, rồi, ok. Còn sơn màu thì dĩ nhiên mình cứ cộng thêm 1,5 triệu nữa rồi đúng dạ, không? Đúng rồi. Ngoài những màu lên 3D ra thì bên em cũng có những màu nguyên bản của nó này ha. Màu trắng này là trắng đục, trắng mờ nè. Và cái đặc biệt hơn nữa là phiên bản 2023 này nó đi mâm là mâm 150 luôn không ạ? Đúng rồi. Mâm kép giống như là dòng 150 của 2022. Dạ đúng rồi. Khóa là khóa smart key giúp chúng ta bảo vệ một chiếc xe nó an toàn hơn. An toàn hơn á. Thì ngoài những cái phiên bản 125 phiên bản smart key bên em thì hiện tại bên em còn đúng hai chiếc. Đó chính là 150 ha. Đây. Dạ. Thì Vario 150 em thấy bây giờ khá là nhiều người hỏi. Nhưng mà hiện tại là không còn hàng mọi người ơi. Nó không còn sản xuất nữa, bên em chỉ còn đúng có hai chiếc này thôi hả. Mọi người mà muốn hỗ trợ em hỗ trợ mua 150 á thì mọi người chỉ cần mua góp, chỉ cần trả trước giúp em tầm 10 triệu trở lên. Tại vì giá nó khá là cao, nó tầm 66 triệu. Rồi, ok dạ. Em rồi. Với cái bản này á thì bên em hỗ trợ lên 3D ha. Còn hai chiếc nhưng mà mọi người muốn lên màu nào thì bên em vẫn sẽ hỗ trợ ha. Rồi dạ. Ok nha, đó là những cái thông tin về dòng Vario tại bên Nam Trường Thành. Anh em mà còn thắc mắc thêm thì nhớ liên hệ với bạn Phương nha, số điện thoại có trên màn hình rồi. Ok, em có chia thêm vấn đề nào với khách nữa không? Dạ thì nếu như mà mọi người tới bên em thì bên em sẽ hỗ trợ cho mọi người tiền xăng xe và giảm từ ngay từ 1 đến 2 triệu đồng cho cái dòng Vario này ha. Okay. Và cảm ơn mọi người đã xem video này. Em chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Ok, thôi xin chào mọi người nha.